Rồi, em có một con cơm này 2650, 2650. Đó, về lấy đầu bò đó. Cái này thì về nó bị, cái chế của nó bị tháo, còn thớt thiếu cái nắp mà đậy để kẹp cái bơm sinh phụ bê tông. Tầm máy nó mắc bù ri bô còn này lên về lên mấy con thẳng nha mọi người, tháo ra lên mấy con thẳng đi, là tại nó tâm rời 260 này. Giờ thôi này. Ui, đang mù ấy nha, cô bắt xu nha, 260 này. Này để cho 500.000 nha, 500.000 đấy, con này để cho 500.000 anh em về tự xử nha, tự xử lấy con thẳng này ra sao. Nó mắc bù ri rồi, cái chế nó bị thiếu đồ, nó bị 500.000 con này nha, con 34 ly 26. Anh em nào mua hộ tuần bãi thì liên hệ cái số điện thoại em cung cấp, số một số ở trong tiêu đề, nó có một số điện thoại mua hàng của em là 0978 937 305, số của em từ trước tới giờ. Đó. Còn một số nữa là để mua phụ tùng là 0986 429 496, là em sẽ cập nhật trên tiêu đề nha. Anh em nào muốn mua phụ tùng thì liên hệ cái số phụ tùng nha, tại vì em nhiều việc quá nên em có thuê thêm người tìm phụ tùng cho mọi người.